Và ngày hôm nay chuyên mục ghế nóng á, thì sẽ có một cái số đường dây nóng để cho quý vị có thể gọi đến, đó là số 0898808608. Nếu như các chị, các anh, các cô, các chú có câu hỏi gì thì cũng có thể gọi điện thoại đến cho các Tường ngày hôm nay để các Tường có thể trả lời những cái thắc mắc của quý vị trong chuyên mục ghế nóng ngày hôm nay nha. Alo. Dạ, alo chị Cát Tường ơi, qua giới thiệu thì em được biết hôm nay chủ đề ghế nóng có bàn về vợ chồng trẻ và chuyện ly hôn. Em xin hỏi chị một câu hỏi thôi, đó là em mới cưới chồng được có một tháng nay thôi. Nhưng mà cưới xong về thì sống chung em mới biết là anh ấy bị viêm cánh, rất là kinh khủng chị ạ. Em phải làm gì bây giờ hả chị? Em có nên ly hôn không ạ? Viêm cánh thì chị không có giải quyết được đâu. Cái này chị nghĩ là em nên gọi bác sĩ đi. Cái này dễ trị lắm, em nên trị cho chồng em thôi. Chứ mới có nhiêu đó mà em bỏ chồng em thì tội chồng em lắm. Cái bí quyết riêng của chị em cũng có thể về em mua phèn chua đó em. Em về em giả phèn chua ra ha. Chứ đừng có bỏ chồng nha cưng. Trời ơi, cái gì vậy trời, tôi không biết nói sao với cô gái trẻ này luôn. Đi gọi điện hỏi dù viêm cánh trời. Alo. Trời, chị Cát Tường ơi, em mới vừa sinh xong được 2 tháng nay. Mà gần đây tự nhiên chồng em thường xuyên đi công tác, rồi mà mỗi lần ảnh về nhà ngủ với em nha, thì tự nhiên là thường xuyên là ngủ rất là sâu mà ngáy rất là to luôn chị. Có bữa trời em bực quá, cái em mới lén ghi âm lại rồi em đăng lên Facebook. Vậy đó mà ảnh giận em, giận suốt 3 ngày không chịu nói chuyện. Giờ thì em không biết làm sao với cái bệnh ngủ ngáy của ảnh luôn á chị Cát Tường. Chị không có giải quyết cái vấn đề này được đâu. Cái chuyện ngủ ngáy là cũng là cái bệnh lý luôn. Nếu mà ngáy to quá đó thì em cũng nên đưa ảnh đi bác sĩ đi nha cưng nha. Chứ trời ơi em làm vậy là bậy rồi đó. Quay clip đưa lên Facebook vậy là không có được nha em. Cảm ơn em nha. Ôi trời, cái gì vậy trời. Sao vợ chồng trẻ một đống chuyện để mà có thể mà dẫn đến xích mích với đòi ly hôn. Có nhiêu đó, chồng ngái cũng ly hôn, chồng viêm cánh cũng ly hôn. Hả? Không phải em, chị muốn đính chính. Em không có đi trễ. Nhưng cái này nè, vừa bước vô và nghe chị nói là vợ chồng trẻ nó nhiều vấn đề phải không? Quá trời. Dạ thưa bà chị, vợ chồng già cũng có rất nhiều vấn đề. Ngày hôm nay đó là bàn về việc vợ chồng trẻ và những cái xung đột dẫn đến ly hôn. Thì bây giờ tôi muốn hỏi Tô Nha một câu thôi là lý do tại sao vợ chồng trẻ bây giờ hay xung đột dẫn đến mâu thuẫn? Ôi nhiều lắm chị. Lý do đầu tiên đó là cái cuộc hôn nhân đó có vấn đề vì ngay từ lúc đầu họ đã không tìm hiểu kỹ chẳng hạn. Cái thứ hai đó là do lý lẽ của con tim. Lý lẽ của con tim có nghĩa là thực ra trên thực tế thì nó chưa đủ hàm lượng để có thể tiến đến hôn nhân. Nhưng mà vì một lý do nào đó họ vẫn chấp nhận có một cái quyết định là cùng nhau đi đến cuộc sống hôn nhân. Thì khi mà về chung họ không hòa hợp được mà lại thiếu nền tảng là tình yêu. Cái thứ ba thì xã hội. Chứ ít thì cái phản biện xã hội bây giờ đối với chuyện ly hôn á, nó cũng dễ chịu hơn chút đỉnh. Cho nên là người ta không có quá căng thẳng và kìm nén bản thân mình. Và các bạn chọn một cái giải pháp đó là giải thoát cho nhau mà mình gọi là ly hôn. Rồi còn thêm nhiều vấn đề khác nữa. Trên thực tế thì nó cũng không có công thức chung cho từng gia đình đâu. Nó cũng chỉ có thể là những cái nhóm nguyên nhân lớn thôi. Nhưng rõ ràng đồng ý với chị là đây là một thực trạng. Bây giờ thì các Tường xin mời Tô Nha cũng như quý vị khán giả theo dõi một đoạn clip sau đây để thấy những con số thống kê về thực trạng ly hôn trong cuộc sống ngày nay. Xin mời. Ly hôn sớm ở các cặp vợ chồng trẻ không còn là vấn đề mới mẻ hiện nay. Lý do dẫn đến tình trạng này xuất phát từ nhiều phía, không chỉ riêng từ nội bộ gia đình mà còn từ nhiều tác động ngoài xã hội. Kinh tế, đối nội, đối ngoại, áp lực cuộc sống khiến cho vợ chồng luôn cảm thấy ngột ngạt, khó thở, ngay cả trong chính tổ ấm của mình. Theo những chuyên gia trong lĩnh vực ly hôn, có 4 nguyên nhân chủ yếu thường dẫn đến ly hôn là bất đồng trong đời sống, ngoại tình, kinh tế và bạo lực gia đình. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là lối sống và ngoại tình. Do không tìm hiểu nhau kỹ trong thời gian yêu, nên khi bước vào cuộc sống hôn nhân, có sự va chạm trong đời sống hàng ngày, nên những mâu thuẫn bắt đầu từ đấy nảy sinh. Quan điểm và lối sống giữa hai người không hợp nhau nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Và càng để lâu thì sự bùng nổ càng lớn lên và ly hôn là điều không tránh khỏi. Các nhà xã hội học đã chỉ ra 4 nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn. Mâu thuẫn về lối sống chiếm gần 28%, ngoại tình 25%, kinh tế 13% và bạo lực gia đình gần 7%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu Trung tâm Tư vấn Giáo dục Tâm lý Thể chất, hiện cứ bình quân 2,7 cặp kết hôn thì có một cặp ly hôn.
độ tuổi ly hôn dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 30% và năm sau cao hơn năm trước. Theo như tôi nha thấy thì nói về lối sống trong vợ chồng của các gia đình á, thì lối sống như thế nào là hòa hợp và như thế nào là không hòa hợp? Nó sẽ rất là khó để chúng ta đưa ra những cái chỉ báo cụ thể. Nhưng đây là một cái gọi là một cái tiêu chuẩn chung cho cái gọi là cuộc sống hòa hợp này. Đó là từng cá nhân trong cuộc hôn nhân đó, họ đang cảm thấy thỏa mãn với cái nhịp sống mỗi ngày đang được duy trì. Có nghĩa là họ không thức dậy bằng một cái tâm trạng cáu gắt, họ không nghĩ về đối phương bằng một sự hận thù, họ không cho rằng là mình đang sống trong địa ngục. Có thể là về tiền bạc mỗi người trong từng cặp hôn nhân sẽ khác nhau, rồi tận hưởng vật chất sẽ khác nhau, nhưng tự chung lại là từng người đó họ có cảm giác rằng là mình đang an toàn, mình đang cảm thấy chấp nhận được cuộc sống này mỗi ngày bằng một trạng thái bình thản là một, háo hức là hai, thì đó được coi là một cuộc sống hòa hợp. Như vậy thì ngược lại nó sẽ không hòa hợp, đó là tôi thức dậy mà tôi cảm thấy tại sao tôi phải đối diện thêm một ngày nữa, tại sao tôi phải nhìn mặt con người này thêm một ngày nữa, tại sao tôi phải chấp nhận sống với cái người này, rồi tại sao cái người này không bằng với vợ người ta hoặc là chồng người ta. Có nghĩa là khi chúng ta liên tục so sánh, đó là những cái chỉ báo rất là rõ ràng để cho bạn biết rằng là bạn đã bắt đầu có những cái lệch pha trong hôn nhân. Và nếu như mình phát hiện ra rằng mình có những cái biểu hiện, những cái suy nghĩ, những cái triệu chứng, căn bệnh gì đó mà nó thật sự không hòa hợp rồi thì chúng ta nên làm như thế nào? Có rất nhiều bạn quyết định làm luôn một cái vèo luôn, ly hôn. Có nghĩa là các bạn gào lên hai từ ly hôn một cách rất là dễ dàng, chị thường biết không? Nhưng mà trên thực tế cái gì nó cũng phải có thời gian và nó cũng cần phải có giải pháp. Thế thì mình sẽ phải trả lời lại là mình đã từng nói chuyện với nhau chưa? Mình đã từng đề đạt ý nguyện của mình chưa? Và mình đã từng bao giờ cùng ngồi lại để nói rằng là bây giờ tụi mình không có yêu nhau nữa nha, mà tụi mình là vợ chồng đó. Mà vợ chồng thì có nghĩa là cùng nhau xây dựng gia đình, thì mình đã có những cái quy ước chung để làm chi, để mình điều chỉnh cả hai. Thực ra hôn nhân là một chặng đường dài và ở đó mỗi người đều phải thay đổi, chứ không thể chỉ có một người thay đổi. Nhưng mà nếu như mình không làm gì cả mà mình cứ đòi là nó phải có sẵn thì chắc chắn là rất là chia buồn, là các bạn sẽ không bao giờ đạt được cái ý nguyện đó. Thế thì mình làm gì, mình sẽ phải nói chuyện đã, rồi sau đó đưa ra những cái quy ước. Và cái việc mà chúng ta quan sát rằng là chúng ta có thực sự hòa hợp thật hay không, nó nằm trên cái việc đó là cả hai tôn trọng cái quy ước này như thế nào. Nếu như vi phạm một lần chúng ta có thể bao dung, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n, họ cho rằng những cái quy tắc đó là vô nghĩa và không chẳng có cần phải quan tâm, và họ cũng đặc biệt không cần để ý là cảm xúc của bạn như thế nào, bạn có bị tổn thương hay không, thì đó là những cái dấu hiệu rất rõ ràng để cho thấy rằng là nếu như không còn cách nào tốt hơn thì bạn hãy nghĩ đến cái phương án cuối cùng, đó là chuyện dừng lại. Thì bây giờ mình nói qua cái vấn đề ngoại tình đi. Tại sao người vợ hoặc là người chồng lại ngoại tình? Có phải là do họ không có yêu cái đối phương nữa, hay tại những cái khuyết điểm gì của đối phương làm cho ta cảm thấy chán nản và chúng ta muốn đi tìm một cái niềm vui mới, hay là do cái tính trăng hoa của mỗi con người? Đây cũng là một cú đánh úp rất ngoạn mục của hôn nhân, làm cho những cái bạn mà nghĩ rằng là không, mình đã từng yêu nhau rất thấm thiết thì không lý do gì mà chúng ta lại bị phản bội và có sự xuất hiện của người thứ ba. Đó là gì? Đó là gia đình quá ổn. Gia đình quá ổn cũng là một dạng để làm cho đối phương có thể ngoại tình, bị nhàm chán. Đúng, chính xác. Trời ơi, sống chung với nhau 6 năm, đúng giờ đó thì sẽ ngồi vào vị trí đó, ăn cái món đó, với cái tư thế chăm sóc như thế đó. Thì ngay từ cái sự tiếp nhận tâm lý, chúng ta sẽ có một cơ chế, đó là cơ chế bảo hòa. Điều này nó lý giải là tại sao cái nụ hôn đầu đời nó luôn rất là ấn tượng, còn cái nụ hôn mà từ thứ N trở đi là nó na ná như nhau hết, là bởi vì não bộ nó xử lý giống nhau rồi. Như vậy thì chúng ta cũng lưu ý điều này để chúng ta cũng phải có những cái biến tấu trong cái cuộc sống chung. Cái thứ hai đó là gì? Cái thứ hai là có thể một trong hai bên đã quên mất rằng là người còn lại họ cũng cần được thể hiện và cần được tôn trọng. Có thể là một trong hai người kiếm tiền nhiều hơn, hoặc là vai trò của xã hội của một trong hai người nó quan trọng hơn, hoặc là cái đóng góp nào đó của một trong hai người nó vượt trội hơn. Thế là đôi khi người ta đã cho mình một cái quyền, đó là coi thường người còn lại. Điều này nó làm cho người còn lại họ cảm thấy họ tự ti và vô tình có một vòng tay thứ ba mở ra, và cái vòng tay đó cho họ thấy họ quan trọng đến nhường nào, thì ngay lập tức là họ cũng có thể bị rời khỏi cái mái ấm hôn nhân. Cái thứ ba nữa là gì? Đó là những cái gọi là những cái căng thẳng về tài chính. Nó cũng làm cho con người ta có thể tìm đến người thứ ba như một sự viện trợ về tài chính, và lâu dần rồi thì nó sẽ làm phá hủy cái cuộc hôn nhân đó. Và cuối cùng đó là gì? Là thực ra nó không ai có tội nợ gì hết, chỉ đơn giản đó là hết yêu nhau rồi mà không hay.
mà lại thiếu trách nhiệm với nhau và cũng chưa bao giờ ngồi đối thoại với nhau để tìm ra vấn đề. Bây giờ mình lại qua thêm một vấn đề nữa là ví dụ như vợ thì đi làm cực khổ ở ngoài đường về, nhưng mà làm việc nhà nấu ăn giặt giũ chăm sóc con cái, nhưng mà chồng thì phớt lờ những công việc đó. Chồng ví dụ như là chơi game, coi phim, đọc báo, thì như vậy đi đá banh. Tôi nha thấy những cái vấn đề đó như thế nào? Cái điều quan trọng nhất trong kết hôn là gì? Đó là sự sẻ chia. Sự sẻ chia có nghĩa là trên thực tế bà vợ cũng không cần ông chồng phải giặt đồ quá sạch, cũng không cần các anh phải rửa chén quá ngon lành. Cái quan trọng là các anh đồng hành với vợ mình. Trong xã hội ngày hôm nay, khi mà phụ nữ có vai trò bên ngoài và họ tự chủ được tài chính thì đây là chuyện lớn. Và nếu như nó kéo dài mà người phụ nữ luôn nhìn ra rằng đây là vấn đề rất là khó chịu. Còn với những người mà cảm thấy hạnh phúc với điều đó thì thôi chúng ta không bàn nữa nha, tại vì người ta đã chấp nhận nó rồi. Nhưng với những người mà họ vẫn nhìn cái hình ảnh ông chồng nằm dài coi tivi, dọn cơm thì phải bưng lên tới bàn rồi ông mới xuất hiện ông ăn, điều này nó sẽ dẫn đến những cái sự tích tụ lâu dần và sau đó nước sẽ tràn ly. Thực sự đúng như Tonya nói á, thì phụ nữ cũng không cần người đàn ông là phải là bếp núc chỉnh chu dọn rửa dọn gì, nhưng mà ít nhất là có một cái sự chia sẻ. Thí dụ giờ có thể là anh ngồi đó bây giờ tôi làm, anh ngồi đó không được nữa, nhưng mà anh đứng đó anh nói chuyện với tôi, anh chia sẻ công việc hàng ngày, trao đổi qua lại, hoặc thậm chí anh chặt anh quẹo anh phá cũng được nữa, vợ lặt rau anh lặt không được vợ lặt lại cũng được nữa. Nhưng mà ý là nó có một cái sự quan tâm chăm sóc với nhau. Hoặc là anh về đi không có cần phải theo vô bếp, nhưng mà cho thấy rằng là anh đang đóng góp vào một việc khác của gia đình, ví dụ ngồi chơi với con, ví dụ ngồi chơi với con cũng được, hoặc là đi cắt cây cảnh, tỉa cây cảnh, hoặc là dọn lại cái bàn, xếp lại cái ghế. Có nghĩa là người vợ cảm thấy yên tâm vì mình có ông chồng, mình có một cái người cùng mình lo cho cái mái ấm đó. Chứ thực ra họ đâu có cần mình đúng phải rồi, làm giùm. Đúng rồi, chứ thật sự bản thân Tường cũng không có chấp nhận được cái cảnh mà bắt chồng phải rửa chén giặt đồ lau nhà. Tường không phải là cái người phụ nữ đó nha, mạnh mẽ như mình thích Tường hay đâu. Không, không có thích vậy đâu, tại vì cái Tường cũng nghĩ rằng người đàn ông là để làm những cái chuyện lớn đó, chứ còn mấy cái chuyện lặt vặt đó là chỉ cần là đồng cảm với vợ là được rồi. Bây giờ thì các Tường sẽ mời tôi nha và quý vị khán giả sẽ xem ý kiến của một số vợ chồng. À, xin mời. Tình yêu giống như chỉ tới nhất thời thôi mà giống như là chưa tìm hiểu kỹ, khiến cho giống như là sau khi qua một thời gian lấy nhau rồi thì họ lại cảm thấy là không hợp nhau nữa, mà có thể dẫn tới là chia tay hoặc là ly dị. Theo tôi á, thì là vấn đề kinh tế và vấn đề không hiểu nhau của hai người á, sẽ dẫn đến là mâu thuẫn chính trong gia đình. Thì nói chung là tính tình còn trẻ con quá, không hợp nhau thì nói chung nhiều lúc gây mâu thuẫn vậy thôi. Thì người phụ nữ thường hay có cái tính cách là họ hay ảo tưởng về những cái tình yêu lãng mạn, nên là khi mà không đạt được những cái đó trong cuộc hôn nhân nữa, tại vì khi lấy nhau rồi thì cơm áo gạo tiền cũng như con cái thì sẽ mất đi những cái đó dần dần. Có những người duy trì được, có những người thì không. Khi đã là vợ chồng với nhau rồi thì mỗi người hãy nên nhường nhịn nhau một chút để mà giống như là cho cuộc sống nó được êm xuôi và giống như hạnh phúc bền lâu hơn. Nếu như bản thân mình mà người đối phương của mình mà vẫn cương quyết, vẫn chứng tỏ bản thân của họ thì mình tốt nhất là mình dịu lại, mình không nên cương lại, để khi nào mà mọi chuyện ổn lại thì lúc đó mình hãy nói rõ ràng lại. Nếu mà có cãi nhau á thì con trai nên nhường nhịn một chút sẽ hay hơn. Theo như mình nghĩ là hai bên phải lắng nghe nhau, tức là mình lên nói anh hãy nói hết những cái suy nghĩ của anh về tại sao lại mình lại có những sự cả hai cũng phải thông cảm và hiểu nhau. Có nghĩa có một người làm tiền ít, một người làm tiền nhiều thì đó vấn đề nó cũng không ai mong muốn, mà đừng có lấy vấn đề kinh tế là cái trọng tâm trong gia đình thì điều đó sẽ rất khó để giữ hạnh phúc của gia đình. Đến với chương trình ngày hôm nay, Tonya có những cái lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ? Cái điều đầu tiên mà em muốn nói với quý vị khán giả đó là chúng ta phải thận trọng. Có nghĩa là chúng ta phải thận trọng ngay từ buổi đầu chúng ta gây dựng hôn nhân. Cưới hay không cưới cũng cần một sự điềm tĩnh. Cái lời khuyên thứ hai đó là em khẳng định luôn là chúng ta không bao giờ tìm được cặp đôi hoàn hảo. Cái khái niệm cặp đôi hoàn hảo là một khái niệm hư cấu, và chúng ta đừng tin là nó có thật. Nó chỉ là một cái kết quả của một cái chặng đường rất dài trong hôn nhân. Và cái điều cuối cùng em muốn nói đó là gì? Đó là bình tĩnh. Bản thân mọi sự việc á, nó nếu như dù cho nó nặng hay nó nhẹ, mà nếu như chúng ta giải quyết nó một cách rất là bốc đồng và ngay tại thời điểm mà cảm xúc của chúng ta dâng trào, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ để lại những cái hậu quả mà chính mình sẽ là cái người phải nói giá như sau này. Cho nên ở tiếp hay là dừng lại rồi chia tay hay như thế nào đó, hãy để cái câu trả lời sau khi mà thực sự chúng ta đã bình lặng trong tâm hồn của mình. Thì chúng ta dù giải quyết và chọn giải pháp nào đi chăng nữa thì một, nó cũng đã là giải pháp lý tưởng nhất có thể
trong năng lực của mình, chứ mình không có nóng vội và hời hợt nữa. Có những lúc mà mình đang nóng giận á, mình đưa ra những quyết định hoặc mình buông ra những cái lời nói, nhưng mà chỉ cần một chút sau đó thôi chứ không cần lâu, khi chúng ta tĩnh tâm lại, bình tĩnh lại thì chúng ta đã cảm thấy là hối hận rồi. Phải chi lúc nãy mình đừng nói câu đó để mà mình làm tổn thương đối phương cũng như là tổn thương bản thân mình. Cảm ơn Tô Nha rất là nhiều vì đã đến và chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích trong chương trình. Hẹn gặp lại Tô Nha nha. Và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương mục ngày hôm nay. Hẹn gặp lại.